Nguyễn Ti Trân. Con tìm ta có chuyện sao? Thật ra con có chút chuyện muốn bàn với Nguyễn Ti Trân. Nếu như người đang dùng điểm tâm, lát nữa con mới tới. Không sao đâu, có chuyện con cứ nói đi. Con muốn tạm thời thay thế chức vụ của Tam Hảo, đến khi thì ấy mãn hình phạt, hoàng thượng lâm triều, Ti Trân phòng còn phải tạo trăm ngọc thúy hoàng để dâng cho Trịnh Thái Hậu dùng, cộng thêm phía dạng phu nhân, nên phải bỏ ra rất nhiều công phu. Kim Linh tự biết tay nghề không bằng được Tam Hảo. Trước giờ ta không hề nghi ngờ tay nghề của con. Thật ra cho dù con không lên tiếng, ta cũng dự định làm như vậy. Vậy có nghĩa là ngân tí xuyến của Trịnh Thái Hậu cũng sẽ giao cho con làm. Đa tạ Nguyễn Thi Trân. Nguyễn Thi Trân, người sao vậy? Người không sao chứ? Là máu. Nguyễn Thi Trân, người sao vậy? Trúng độc. Thái y đã chuẩn bệnh cho Thúy Dân, các triệu chứng đều cho thấy là trúng độc. Mai là phát hiện kịp thời. Người nào ra tay độc ác, muốn hạ độc Nguyễn Ti Trân? Kim Linh à, lúc ngươi ở bên cạnh Thúy Dân, thật ra cô đã uống gì, ăn những gì vậy? Lúc đó Nguyễn Ti Trân đang ngồi uống trà, ăn ngân du đoàn. Mấy cái bánh đó là do tôi mang về, tôi cũng đâu có sao đâu. Trịnh Thái Hậu gia đâu? Khấu kiến Trịnh Thái Hậu. Bình thân. Tạ Thái Hậu. Nguyễn Ti Trân sao rồi? Cổ ăn ngân du đoàn bị trúng độc, tạm thời không nguy hiểm. Nhưng mà số bánh đó là do ai gia ban thưởng cho Nguyễn Ti Trân? Dám hỏi Thái Hậu, số bánh ngân du đoàn từ đâu mà có? Là cống phẩm của Giang Nam đưa đến. Phàm là cống phẩm, trên đường vận chuyển phải dùng giấy điều phong kín lại, phải đến hậu cung mới được mở ra. Theo lý... Tử Lạc, lần này có gì khác không? Hồi bẩm Thái Hậu, trước khi ngân du đoàn đưa đến đã được mở ra là Quách Thái Hậu. Quách Thái Hậu biết có cúng phẩm nhập cung, kêu nội thị giám mang đến cho bà xem, bà chọn xong mới đưa qua. Thật không ngờ số bánh cuối cùng lại rơi ở chỗ Nguyễn Ti Trân. Hãy làm người khác. Người tỷ muốn hạ độc thật ra là... Trời ơi, tỷ tỷ thật quá hồ đồ. Tỷ còn tưởng hẹn muội giờ muội thưởng qua. Muội muội, muội chờ lâu chưa hả? Đến trời đến sớm không quan trọng, hiếm khi hôm nay được gặp tỷ tỷ. Quan trọng nhất là đừng phá vỡ nhã hứng thưởng qua của chúng ta. Đâu thể nào, tâm trạng của ai gia ngày nào cũng tốt mà. Đứng gần bên Quách Thái Hậu được rồi. Không cần, ai gia có cẩm bào giạc phụng, gió lạnh không vào được. Chỉ một cơn gió nhỏ mà muốn quật ngã ai gia sao? Đâu có dễ vậy. Tỷ tỷ vẫn khỏe mạnh như xưa, đúng là đáng vui đáng mừng. Muội muội làm vậy chẳng qua là quan tâm tỷ tỷ, tỷ tuyệt đối đừng để bụng. Muội muội, trước giờ muội rất biết hầu hạ người khác, sao ai gia lại để ý được? Nhưng mà muội muội, sức khỏe muội yếu ớt, nhưng lúc có tinh thần thì nên thưởng qua nhiều hơn. Dù gì ngày tháng rình rang, chưa chắc được lâu. Lời tỷ tỷ nói rất phải. Muội muội còn nhớ ngày xưa cùng tỷ tỷ dạo giường, bầu trời không được đẹp như hôm nay, hoa cỏ khô cằn, trải qua bao nhiêu xuân thu, muốn nghĩ đến bướm lượn ve kêu cũng không biết phải thay đổi mấy đời. Nếu chuyện đời thường đổi, xin tỷ tỷ đừng làm theo ý mình. Ngày tháng một tệ hơn, như lời tỷ đã nói, ngày tháng dễ dàng đã không dài lâu. Ai gia cứ muốn đấu tuổi thọ với người ta, coi thử ngày tháng sau này của ta khó khăn thế nào. Cho dù tỷ tỷ muốn đi, cũng nên nghe ai gia nói xong câu này rồi hãy đi. Tỷ tỷ đã từng nói, với uy nghiêm của Thái Hậu, kêu ngươi ngồi thì ngồi, kêu ngươi quỳ thì phải lập tức quỳ cho ta. Bây giờ hậu cung do ai nắm giữ, muội không muốn nhìn thấy có chuyện âm mưu hại độc tổn thương mạng người. Chỉ cần tỷ tỷ đừng gây thêm chuyện rắc rối, ai gia có thể không nghĩ chuyện xưa. Thật không ngờ, chỉ là một Nguyễn Thúy Dân lại có địa vị như vậy trong lòng của Thái Hậu. Nguyễn Thúy Dân bị người ta hạ độc mưu hại, sợ là vô tội mà liên lụy. Ai gia đứng đầu các cung phải có trách nhiệm, xin tỷ tỷ lượng thứ. Ai gia hiểu rõ chỗ khó của Thái Hậu. Như vậy đi,
để ai gia đích thân đến xuất dân quán để cầu phước cho Nguyễn Ti Trân. Thái hậu, muội mời thượng cung cục cùng đến dự, một mặt biểu hiện lòng tốt, một mặt khác để bọn họ được vừa lòng.